Chào mừng các bạn đã đến với tin tức mới và ngay sau đây hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Bảo Trung là một diễn viên hài nổi tiếng cùng thế hệ với Bảo Quốc và Lê Vũ Cầu. Với nhiều vở hài kịch xuất sắc, anh từng được khán giả bầu chọn vào top 10 danh hài được yêu thích nhất năm 1992. Năm 2010, Bảo Trung và gia đình sang Mỹ định cư. Anh có 3 cô con gái xinh đẹp, trong đó con gái lớn Jackie Nguyễn năm nay đã 20 tuổi và đã lập gia đình. Mới đây, trong một chương trình quay ở Cali, con gái danh hài Bảo Trung đã nghẹn ngào tiết lộ quá trình mang thai trước hôn nhân của mình. Sau đây, mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Con gái Bảo Trung chia sẻ rằng, tôi sống ở Mỹ đến nay đã được 8 năm rồi. Hồi mới qua tôi đang học lớp 7, tôi học hết lớp 12, ra trường đi chơi với bạn bè xong mới gặp bạn trai mình. Đó cũng chính là người chồng hiện tại của tôi. Thực ra lúc mới quen chồng, tôi chưa xác định gì cả. Nhưng quen được 2 tuần tôi đã mang thai. Năm đó tôi mới tròn 18 tuổi, còn bạn trai tôi hơn tôi 5 tuổi. Mẹ tôi rất sốc vì trước đó đã dắt tôi đi đặt phòng rồi. Chẳng hiểu sao vẫn dính bầu. Bản thân tôi cũng không thể lý giải chuyện này, giống như ông trời sắp đặt vậy. Sau đó mẹ tôi có đến gặp bác sĩ thì được giải thích là dù đặt vòng nhưng chỉ 99% là không có thai, còn lại 1% vẫn có thai và tôi nằm trong 1% hiếm gặp đó. Bởi vậy nên dù rất bỡ ngỡ nhưng tôi vẫn vui vẻ hạnh phúc khi biết mình có thai và quyết giữ lại đứa bé. Nếu tôi cứ buồn bã thì chẳng khác nào đi ngược lại ý ông trời. Lúc đó tôi báo tin cho bạn trai, anh ấy cũng rất sốc vì chưa sẵn sàng để có con ở độ tuổi đó. Anh ấy thậm chí còn khuyên tôi bỏ đứa con đi vì sợ sinh con ở tuổi của tôi là quá sớm, rồi con sinh ra sợ không ai dạy dỗ. Nhưng tôi thấy tội nghiệp con mình quá nên không nỡ bỏ. Thời điểm biết có thai tôi đang mang bầu được 1 tháng rưỡi rồi. Nghe bạn trai nói vậy tôi giận lắm nhưng rồi cũng thông cảm cho anh ấy vì dù sao chúng tôi vẫn còn quá trẻ, chưa sẵn sàng để có con. Chúng tôi còn chưa có công ăn việc làm, tiền bạc, sự nghiệp, hai bên gia đình thậm chí còn chưa biết nhau. Tôi sợ rằng ba mẹ bạn trai biết tin sẽ nghĩ xấu về mình nên rất hoang mang. Nhưng dù bị nói như thế nào tôi vẫn quyết định giữ lại con mình. Sau đó bác sĩ khuyên tôi phải lấy vòng ra để thai nhi được phát triển bình thường. Nhưng ngay lúc ấy bác sĩ cũng dặn trước, nếu lấy vòng ra thì chỉ 50% giữ được, 50% còn lại là thai nhi sẽ tuột ra theo vòng. Tôi phải suy nghĩ nửa tiếng đồng hồ và rất lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tháo vòng ra. Tôi nghĩ nếu con đã muốn ở lại với mình thì dù tháo vòng nó vẫn ở lại, còn không thì đành chịu. 3 tháng đầu mang thai tôi bị nghén rất nhiều, tôi tụt xuống 1,3 kg, sau đó tôi hết nghén và ăn uống lại. Nhưng đến tháng thứ 4 tôi bất ngờ bị té ngã, ra máu suốt sảy thai. Tới tháng thứ 6 tôi tiếp tục bị té và ra máu lần nữa và phải tĩnh dưỡng. Bác sĩ còn dọa, nếu còn tiếp tục té thì bắt buộc phải hút thai nhi ra vì khi ấy thai nhi không còn đủ khỏe mạnh để sống trong bụng mẹ nữa. Đứa cái con tôi rất khỏe, dù té ngã ra máu đến 2 lần như vậy vẫn không hề hấn gì. Mẹ chồng thương tôi, ngày nào cũng nấu ăn cho tôi. Chồng tôi ban đầu khuyên bỏ thai nhưng sau đó lại luôn bên cạnh tôi suốt quá trình mang bầu rồi sinh con. Lúc tôi sinh, anh ấy thậm chí còn nghỉ làm, túc trực cạnh tôi rồi tự tay cắt dây rốn ẵm con. Đến bây giờ anh ấy vẫn ở cạnh tôi. Về phía mẹ tôi thì lại không được vui vẻ lắm, dù rất thương tôi nhưng bà luôn dọa, sinh nó ra tôi không nuôi, không phụ giúp đâu. Được cái, mẹ tôi chỉ nói vậy thôi, chứ lúc nào cũng quan tâm hỏi han tôi ăn gì, rồi nấu nướng dẫn tôi đi ăn. Mẹ chồng tôi cũng thương tôi, ngày nào cũng nấu cho tôi. Bà không biết lái xe nhưng luôn tìm cách đi chợ bằng được để mua đồ nấu nướng. Nhà tôi ngày nào cũng như có tiệc buffet, chỉ ăn và ăn. Từ lúc mang thai tới lúc sinh tôi lên hẳn 16 kg. Mang thai được 39 tuần 4 ngày thì tôi hạ sinh. Tôi nhớ đêm đó tôi đi vệ sinh rất nhiều lần rồi phát hiện ra máu. Tôi sợ bị dọa sảy nên gọi chồng dậy đưa mình lên viện. Tới bệnh viện tôi bắt đầu thấy hơi đau mà mở được 5 cm. Y tá thấy vậy liền hỏi tôi có muốn tiêm gây tê tủy sống cho đỡ đau không, nhưng tôi lì lắm nên không chịu tiêm. Tôi nằm đau đớn đến tận trưa hôm sau, không chịu nổi nữa mới xin y tá cho tiêm gây tê. Mẹ tôi không cho tiêm nên làm ầm cả bệnh viện, nhưng cuối cùng vẫn tiêm. Tiêm xong chỉ mất 10 phút chặn là ra con. Tôi sinh con rất nhanh, rất dễ dàng. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúng mình là tin tức mới. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất của trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.